Không như vậy con ơi. Vô vô bà. Vô vô. Lật trên tư hả? Lấy ê 50 hả? Vậy chưa bung ra cái sao nè. Ô lại đó. Lại ra ra ra. Đỡ tốn. Rồi tới Vy. Rồi. Thằng gà mái. Nhớ cái mặt thằng nào vô. Cái gì con cá vậy? Yeah.
Lấy ngoài hả? Lấy cái gì cho con gấu đi. Cái nè. Lấy cho con gấu. Lấy xe con gấu. Xe 1.600 luôn. Được nhiêu? À, một cái. Mua cái đống này về cho nó. Không, mua nước đi. Mua nước không? Mua ăn rồi. Mua đồ chơi, mua nước chi? Được nhiêu? Được nhiêu? Đừng biết bánh trái, bánh phải kìa. Lấy thẻ đi, thẻ có sao. Lấy con robot trên đi. Có 1.200 à. 1.200 à. Quanh đi người ta đóng cửa. Lấy lẹ ra kìa. Lấy cái Ai ăn gì lấy đi. Được nhiêu? 1.200. Thì lấy lẹ đi đi kìa. Sau có đổi được 6.000 nè. Nè, lấy gấu gần gấu nè. Mình nhớ lộn rồi, lên thêm tầng nữa. Rảnh thiệt. Rảnh thiệt nha. Và nghe nói là 11 giờ xuống mà bị đợi lệ gì đây một tiếng á. Mày đứng lên mày chào với mày ngồi đó mày. Lên đi giúp anh. Thằng kỳ ghê. Vậy. Tao im ru vậy. Sao mày nguy mày? Tao im ru vậy. Qua đường qua đây, qua đường qua đây. Chụp hình hả? Khỏi chụp hình. Thằng Út. Thấy em chưa? Thấy em chưa? Nhận ra nó không nhóm? Nhóm nhận ra nó không? Nó đi vòng vòng ha. Ba đợi kia không? Đợi kia lâu. Đợi cái hành lý rất là lâu.
cái đó hành lý lâu đúng không? Là bắt bò là bắt bò lâu. Tại vì mẹ đi nghe xe cho nên người ta thủ tục chờ người ta đi ra rồi mình mới nghe xe đi sau nó chắc cho mình luôn vô và chắc kinh lại.